Trả vô đây. Mày bất nghiện. Tao mà còn sống cỡ nào tao quành lại lấy mình đó. Thập tử từ bé không có gia đình, chỉ sống cùng mẹ tôi với cha mình. Không ai dạy dỗ nên để sống xô. Bao nhiêu anh trai thôi lên để cho giặc sống.